Đây này về mấy về đi hai râu nè. Cái đưa cho thẳng luôn. Đưa cho mấy người bên Mỹ coi. Đưa quê bên đó cho tay có hỗ trợ được phần nào không? Chứ đi về khổ quá không mà trong dân khổ không à. Tây gì chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp từ mới 16 tuổi à. Trời ơi, kẹo râu tôi nghe lúc 16 tuổi à. 16 tuổi à. Tại vì đi kẹo râu khổ quá, kẹo biết rồi chứ phải ở nhà thôi nó cũng lần rồi. Nó cũng lần cái tây rồi. Không kẹo gì đi vậy? Không. Tại vì đâu có thấy chương trình đâu kẹo. Thấy cậu xanh xanh nè, nó lá lên là kẹo chứ. Nào lên tivi là đẹp luôn hả? Lên tivi. Tao cá hầu tao cũng lên. Quá đẹp luôn. Tao phải lên tivi với mày không? Dạ, giờ bữa anh đang lên chơi lên tivi coi. Cá thôi chứ mấy cái phần tao nó từ dữ đó nghe. Dạ, cá, từ cũng đang lên chơi coi. Nó lên tivi một lần đó. Tivi có coi YouTube không? Cá chứ. Dạ, cá YouTube là lên coi luôn. Quế đẹp gái luôn gì? Đẹp gái không? Dạ, đẹp gái luôn. Đúng lượng 1 luôn nha. Lượng 1 luôn rồi. Cho lượng 1 mấy mé mày lượng 2. Dạ. Đây mấy mé tôi nè. Bỏ cái mũ lên mé. Thấy cái mặt ấy. Dính cái mũ lên ấy. Dính cái mũ lên ấy. Rồi mặt ơi, đó, dưới mũ lên, thấy mặt ơi, cường cái quay đăng cho cậu Bảy coi mẹ. Đó, cậu Bảy coi thấy mé đi kẹo râu nè. Không, cậu Bảy đâu, cậu Bảy đâu. Cậu Bảy, thì từ con đăng lên cậu Bảy thấy mẹ. Thấy không? Thấy chứ, đăng lên ông coi mẹ. Đó. Trời ơi, cậu Bảy. Nói gì với cậu Bảy không? Đó. Đó, mấy hơn 70 tuổi rồi đi kẹo râu câu.
cái đây từ con đang lên cậu bảy không coi được mẹ. Coi đâu? Coi trên mạng ấy, YouTube ấy. Coi chưa? Chưa, con chưa đăng mẹ. Không quay gì. Mưa đây mưa lẹ hả? Đầu nó dài không? Dài. Đạp vô đi nè, để lấy nó. Ủa, nó nè. À, mình đạp vô đá xong mình nảy lên. Nảy lên. Đây là con ốc điếu này các bạn. Này. Wow. Đẹp chưa? Nguyên lố luôn. Nguyên lố luôn mẹ sao à? Nè, điếu cả đống nè, cả đống luôn. Đấy, sao cậy tao? Đây chân vịt nè.
rồng đây là nấu nước cũng là siêu ngon luôn các bạn. Rồng đây nè. Quay đẻ luôn. Đây là nước C2 không độ cũng được nè.